Angelina Jolie vừa có những chia sẻ liên quan đến VVN thu hút nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ. Tương tự Bastien, nữ diễn viên cũng có khoảng thời gian tốt đẹp khi làm việc cùng cô con gái nhỏ. Theo đó, Angelina Jolie đã nói trong cuộc phỏng vấn với tờ CR Fashion Book rằng cô và con gái chung với Brad Pitt VVN có một hình xăm giống nhau. Điều này được thực hiện trong khoảng thời gian đặc biệt khi hai mẹ con cùng tham gia vở nhà kịch The Outsider trên sân khấu Broadway. Tôi xăm chữ Stay Gold với con gái trong thời gian chúng tôi cùng tham gia vở The Outsider, Angelina Jolie tiết lộ. Được biết, Stay Gold là một trong những bài hát thuộc vở kịch mà ác nữ Hollywood đồng sản xuất với sự hỗ trợ của VVN. Nó có ý nghĩa rất lớn đối với hai mẹ con, Minh Tinh 7X chia sẻ thêm. Dễ dàng nhận thấy hình xăm này nằm trên cổ tay nữ diễn viên cùng với những hình xăm khác. Tuy nhiên, cô không nói rõ vị trí xăm chữ Stay Gold của con gái chung với Brad. Việc Angelina Jolie xăm hình đôi với VVN được xem là đặc quyền một người mẹ dành cho con gái. Bởi trước đó, nữ diễn viên từng đồng hành cùng những người con khác, điển hình như Bastien, nhưng chưa từng nghe cô nói làm điều này với ai trong số họ. Ở một phần khác của buổi phỏng vấn, nữ diễn viên kiêm nhà hoạt động xã hội đã nói về cách bản thân nảy ra ý tưởng thành lập thương hiệu thời trang Atelier Jolie ra mắt vào tháng 5 năm 2023. Ý định của tôi là xây dựng một không gian, thực sự là một ngôi nhà để mọi người sáng tạo và truyền cảm hứng. Ngôi nhà này bao gồm các nghệ sĩ và nhà thiết kế từ khắp nơi trên thế giới tham gia vào việc sáng tạo và xây dựng cộng đồng. Tôi luôn yêu thích việc may đo và thiết kế cùng những thợ may, nhà thiết kế trang phục và nhà tạo mẫu tài năng mà tôi có vinh dự được gặp trong suốt sự nghiệp của mình. Angelina Jolie chia sẻ với CR Fashion Book về những hoạt động thiện nguyện vợ cũ Brad Pitt nói được truyền cảm hứng từ mẹ để thực hiện. Mẹ tôi là một người rất có tư duy toàn cầu chín chắn. Bà thường nói với tôi về sự bất công. Khi ở độ tuổi đôi mươi, tôi bắt đầu đi du lịch và nhận ra mình đã không được dạy ở trường hoặc không nhận thức được nhiều như thế nào. Tôi bắt đầu học tập, hay đúng hơn là học lại, cô chia sẻ. Bên cạnh đó, Minh Tinh 7X cũng tiết lộ về những điều rút ra từ việc làm mẹ. Khoảnh khắc khi bạn trở thành mẹ, cuộc sống của bạn đã dành cho người khác. Đó là một cảm giác tuyệt đẹp. Một điều thú vị nữa là cô chưa xem hết tất cả các bộ phim mình đóng. Dù là ở lĩnh vực nào, Angelina Jolie đều đề cao sự sáng tạo. Nữ diễn viên nhấn mạnh, sáng tạo là sống, nhưng sáng tạo một điều gì đó từ bên trong mới là sự khác biệt. Trong nhiều năm qua, tôi thấy thời trang được quyết định bởi xu hướng và những người tạo thị hiếu. Nhưng việc nhìn vào bên trong và diện đồ hợp với chính mình để thể hiện bản thân bằng sự sáng tạo và linh hoạt mới là một cuộc nổi loạn hữu ích trong thời đại này. Trước đó, tại buổi chụp ảnh cho ấn bản tháng 10 của CR Fashion Book, Angelina Jolie đã có màn xuất hiện đầy ấn tượng với tạo hình hoàn toàn khác. Tất cả trang phục nữ diễn viên diện lần này đến từ thương hiệu thời trang Atelier Jolie do chính cô thành lập hồi năm ngoái. Ngoài những bộ cánh được thiết kế độc đáo hợp thời, ác nữ Hollywood còn được nhìn thấy diện blazer kết hợp với quần tây và đi chân trần suốt buổi chụp. Thoát khỏi hình ảnh quen thuộc, cô làm mới bản thân với vẻ ngoài lấy cảm hứng từ thập niên 1980 và nhận về nhiều sự quan tâm từ công chúng. Trang InStyle nhận xét, nữ diễn viên khác lạ đến mức khó nhận ra. Thời gian này, ngoài tập trung phát triển sự nghiệp, giải quyết vụ ly dị với chồng cũ, Minh Tinh 7X còn phải lo chăm sóc cho cậu con nuôi gốc Việt sau sự cố va chạm giao thông. Một nguồn tin cho biết, Angelina Jolie muốn đảm bảo Bastien không có vết sẹo khủng khiếp nào trên mặt, nên cô ấy đã nhờ một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ hàng đầu ở Los Angeles xử lý vết sẹo. Angelina Jolie là một người mẹ rất chu đáo và làm mọi thứ có thể cho con mình. Cô ấy có mặt trong suốt buổi tư vấn của bác sĩ.